Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thanh Đô Đe Thưa các bạn, ít phút trước thì chúng ta đã cùng nhau review về cái dự án Ritney Metaverse Một dự án có thể nít rất nhiều sàn Và một dự án cực kỳ, cực kỳ chất lượng đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi săn Ritney Metaverse ở trên uh, Mac uh, Thấy kèo này ngon nên là không thể bỏ sót bất kỳ một trình group à, nào có thể xíu được Ritney Metaverse đúng không em? hôm nãy thì có lẽ là vài hôm trước hôm trước thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về gia Lớp nhận 100 token Disney Metaverse với token RNTM đến từ sản Max hai ngày trước. Hôm trước là chúng ta săn ở cộng đồng Max Việt Nam, nhưng hôm nay chúng ta sẽ đi gọi là đi đú với cộng đồng Max Global anh em nhé. Max Global thì nó sẽ khó hơn vì là tầm thế giới thôi thì hôm nay sẽ có là có 100 suất may mắn và một suất sẽ nhận được là ở đây là 300 token Redmi Metaverse đúng không em? Đấy, 300 phải không nhỉ? 330 thì để mình lại bấm lại nhé. À trừ đi hai số đúng không ạ? Hai số trừ đi là 300. Ok, uh, với cái dự án này thì uh, trước tiên là uh, với anh em chúng ta chưa có tài khoản trên nền tảng Max thì chúng ta sẽ uh, đăng ký một tài khoản theo link phía dưới phần mô tả video Khi đăng ký qua link KVL-NDA thì các bạn sẽ hưởng đầy đủ những cái lợi ích, những cái quyền lợi uh, những cái chương trình diễn ra uh, dành riêng cho độc quyền cho KVL ở trên Max. Uh, hiện tại thì có một chương trình uh, nếu không nhầm là 10 MX và 5 UDT thì mình cũng quên mất cái nội dung uh, lõ làng của chương trình đó rồi Thì anh em có thể tìm lại những video trước đây của mình Đấy, Ngoài ra thì chương trình uh, liên quan đến đua top volume các thứ ấy mà nếu mà MX mà có giải cho chúng ta ấy Giải thành viên cộng đồng độc quyền thì các bạn cũng sẽ nhận, nhận được những cái lợi ích đầy đủ khi đăng ký quân KOL của mình Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái dự án này thì dự án này cũng rất là đơn giản thôi Đấy thì với cái dự án thì anh em sẽ làm một số cái nhiệm vụ có lẽ là chúng ta sẽ mở form này cho nó, nó nhanh nhá, ta sẽ follow một số kênh mạng xã hội này. Đấy. Anh em có tài khoản rồi thì các bạn không cần đăng ký mới nhé, chia sẻ luôn với anh em. Rồi chúng ta follow hai kênh mạng xã hội này. <laughs> tiếp theo, tiếp theo là chúng ta join vào kênh Telegram. OK. Rồi bây giờ thì sẽ là join vào cái kênh Discord của Mike. mình muốn đồng bộ cả telegram lẫn với cái discord thì mình sẽ mở uh, profile mà có cái discord gần giống cái user lên kia yeah, cho nó đồng bộ rồi chúng ta sẽ ấn vào set in vào có vẻ mình full kênh các bạn chờ chút mình thoát bớt một số kênh discord xin anh em biết phút để mình thoát bớt một số cái nick code mà không cần thiết nữa mình xoát bớt ra để có khoảng trống cái này tiếp tục làm được cái dự án Và ta sẽ vào dõi cái Discord của Max Global nhé Cái này đủ với thế giới Cộng đồng chúng ta sẽ cùng cạnh tranh với thế giới để giật những cái giải thưởng hấp dẫn về cho chúng ta Ok Rồi trong phần lưu thì mình ok về được rồi, rồi về là ok rồi anh em ạ Con này còn cái này không có bot Rồi chúng ta sẽ tiếp tục ừ, ở đây có cái sẽ có cái câu hỏi quiz thế đây câu hỏi quiz thì vẫn như hôm trước thôi mục tiêu tính của metaverse đây sẽ đáp án A nhé Ok Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với phần username Telegram Các bạn điền vào đây và username Discord Username Discord quên Lại quên rồi Hơi đỏ anh em nhỉ Chưa lấy username thì đã thoát rồi Rồi ok các bạn ấn vào phần username code để chúng ta copy với username Ok đây Sorry nha Đây này Username telegram các bạn điền vào đây Và Twitter Hasner thì các bạn ấn vào phần profile để copy phần username của Twitter PT Username mình không điền nhé Ok mà thôi điền cũng được Đây anh rồi make UID, make UID chúng ta sẽ ấn vào phần UID của make này, paste đây này, sau đó các bạn nút gửi để nộp form nhé thì mình chưa gửi luôn bởi vì là mình sẽ lấy cái link form này để chia sẻ với anh em thì anh em nhớ nút gửi cho mình nhé Ok và rồi chúng ta cùng nhau chia sẻ với trình Arop trên nền tảng Make Global với dự án chia sẻ phụ tài tưởng là 330.000 token RNTM triết ni Metaverse một dự án rất là hot nít trên nhiều sàn đưa vào chương trình IDO của Bybit đưa vào chương trình non của Mac bán hàng IDO trên nhiều sàn và có thể dự kiến nít ở trên khoảng 4-5 sàn Uh, ok, bây giờ thì mình sẽ chia sẻ với anh em video hướng dẫn. Cảm ơn anh em theo dõi video và xin chào các bạn. video tiếp theo.